Đang nấu một sắn dây, thẻ sắn dây. Bột nó trong là được. Bột nó trong là chị. Không phải ngoái liên tục mà. Mà chị không chưa ăn không? Rồi ạ. Múc ra bát. Ra bát xong là để nguội. Tủ lạnh ăn. Rất là mát. Các bé rất là thích ăn như thạch ấy.